cho nên anh em nào lấy thì lặt lá nha, lặt hết lá non này, rồi quấn bằng keo, quấn bằng keo bít thân lại, để cái dàn xương này về cho anh em tận dụng. Anh em muốn tạo dáng kiểu gì tạo này. Đó, mình không có cắt nha.